Dung xin chào tất cả anh chị các bạn nha, đã đến với kênh của Dung. Ngày hôm nay thì mình làm món thịt nướng với lại kim chi. Thì ở đây thì Dung có là thịt bò, Dung ướp với lại cái sốt của Hàn Quốc là bulgogi, với lại cái sốt mà để mình ăn cơm trộn của Hàn Quốc đó, bibimbap nè anh chị em các bạn. Đây, hôm nay mình biến tấu đủ thứ luôn để coi nó như thế nào nha. Cái sốt này nó hơi có vị mặn nên chính vì vậy á, mình nêm ít thôi, bỏ ít thôi như vậy, trộn nó lên. Đây là thịt ba rọi, kỳ này Dung mua thịt ba rọi rất là ngon, nó ít mỡ. Bây giờ Dung sẽ chế cái nước màu đều vô để cho nó có cái màu đẹp 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 đó. Dung bỏ chút xíu tiêu, bây giờ mình sẽ bỏ chút xíu đường vàng vô nha, ít thôi. Đây là nước mắm Việt Nam mình nha, bỏ vô luôn cho nó đậm đà mùi Việt Nam. Đây là kim chi nên chen phạm, bây giờ nó đã chua rồi. Bây giờ Dung sẽ lấy ra để ăn. Trời ơi, cái này mà nấu lẩu á, là ăn là ngon lành luôn á. Lẩu kim chi á. Đây nè, wow, đã chưa? Mình bỏ kim chi vô nướng. Thêm một phần. Cái này á, thịt heo á, thì Dung ướp theo kiểu Việt Nam có nước mắm. Thịt bò thì của kiểu Hàn Quốc. Thịt gà cũng là kiểu Hàn Quốc luôn. Nhưng mà thịt bò mình nướng cái sốt bulgogi á anh chị em các bạn, tại sốt bulgogi thì nó hơi là ngọt ngọt đúng không, nên nó cháy thì mình phải cạo, mình phải chùi cái lò nướng của mình nè, cái lăng xa, cái này kêu bằng lăng xa, giống như người Nhật đồ này kia, họ ăn họ nướng tại chỗ á, thì chua ơi là chua luôn á, ăn xà lách. Hồi nãy thịt heo mà mình cắt bỏ cái da thì nó không có dăng, còn để da trời ơi nó dăng đau ghê luôn á. Nói chung á, ớt kiểu nào cũng ngon. Người Hàn Quốc á, người ta làm kim chi á, người ta làm kim chi xong cái bắt đầu cái ăn với lại thịt luộc ha. Còn nhà Dung thì làm kim chi xong để cho nó chua, tại Dung thích chua, mình ăn với thịt nướng. Mà không hiểu tại sao người Hàn Quốc họ ăn với thịt luộc ta, giống như kiểu như là truyền thống như vậy ha. Làm kim chi là phải ăn với thịt luộc, ăn liền tức thì luôn. Cái máy này nó mạnh quá, nó mau cháy lắm. Thêm ăn lấy thịt gì hả? Thịt gà hả? Thịt gà. Thịt gà. Thịt gà nè, chung bóp với lại tương sốt của để mình ăn với lại cái cơm trộn. Có nấu cơm chứ nữa mà không muốn ăn cơm. Ngon hơn anh Hoàng. Ngon. Anh Hoàng đi đi làm hồi sáng là 5 giờ sáng một lượt với Dung.
mà trưa anh không có về nhà, anh đi thẳng tới lại nhà của Minh đó để nó coi xe giùm anh chị em. Các bạn ơi, cái tại vì xe anh Hoàng không biết nó bị cái gì nữa, đề máy lên á, cái tật khói quá trời khói, khói mịt trời luôn, giống như mình đốt nguyên một đám rụm rơm lớn vậy á. Mà xong mà cái bắt đầu cái đề nó còn không, tại vì sáng anh dung ra dung đẩy xe phụ anh Hoàng á, tại vì cái bánh trước nó lọt cái lỗ mình cũng hấp thôi, nhưng mà không biết là sao chắc cái xe mình không có xích đi lên hay sao, đạp không lên ga, đạp không lên ga, chứ không phải do cái lỗ đó nó hủng đâu, bình thường mình cũng bị cũng vậy mà. Mà cái này á, đạp hoài hay dung đẩy muốn hụt hơi luôn á, trời ơi đẩy mà muốn lòi luôn mà nó còn không nhích được luôn á. Tao nói nhưng mà anh Hoàng phải xuống rồi anh Hoàng đẩy, dung ngồi dung đạp cũng không đẩy nổi luôn anh chị các bạn. Thì nó cứ tạt mà khói quá trời khói mịt mù luôn, không biết bị cái gì nữa. Khi nào đạp ga rồi nó mới ra khói, không đạp ga nó mới ra khói. Mà mình đề máy nó không có ngon lành đâu nha, nó không ngọt đâu trời, gầu hết sức luôn á. Tết dứt tới nơi rồi á mà xe đồ hư rồi đủ kiểu hết luôn. Để đủ mai thằng Minh nó coi. Cũng mai có thằng Minh. Nhưng anh bỏ gì? Anh Hoàng anh bơ phờ quá, Dung dụ rủ lên video á. Anh nói thôi anh lên em bơ phờ quá, đi từ sáng mới về luôn anh chị em các bạn. Giờ là 6 giờ mấy rồi. Đi làm về là chạy thẳng với Minh liền luôn. Mà không biết bị cái gì, mình lo vậy, mình sợ đó là mình sửa này kia tốn tiền á, cái xe của Dung đâu có giá trị nhiều đâu, giờ mình bán ra chừng có 700-800 euro thôi, đâu có nhiều đâu, bán ra chắc chừng nó 20 triệu không biết được không nữa. Đó mà bây giờ cứ sửa tới sửa lui á, sửa tới sửa lui sửa một lần trăm mấy á, mua đồ vé rồi kia, mua mấy cái đồ mà để thay rồi kia phụ tùng á. Đúng rồi, mua phụ tùng tốn tiền lắm á. Mà giờ đổi xe á thì trời ơi, xe mà đổi rẻ quá, xe cũ quá km nó nhiều á thì mình sợ là mình chạy không được lâu, nó cứ bệnh này bệnh kia, hư này hư kia hư nọ. Mà đổi xe mới á thì lại sợ, mà đổi xe mới tốn tiền dữ lắm. Ở xe mới có nước là mình mượn tiền thôi, mượn tiền mình trả tiền lãi á, cầu hết sức luôn. Không biết làm sao hết. Mà giờ đang phân vân giữa xe điện nè, xe dầu nè, xe xăng nè, không biết lấy xe nào. Tại nhà nước khuyến khích mình lấy xe điện và xe nửa điện nửa xăng phải không à, đó khuyến khích mình lấy cái đó anh chị em các bạn, để cho đi bớt bị ô nhiễm á. Mà bây giờ xe điện á thì mình không biết là nó khi nào cái bình điện á nó có bền hay không. Rồi ví dụ như mình đi chơi đồ xa này kia á, là mình phải ngừng xuống cây xăng hoặc là ngừng chỗ nào đó để mình sạc điện 45 phút mới đầy bình điện, nó bất tiện nhiều thứ. Mà chưa có nhiều người sử dụng xe điện nên chính vậy á mình phân vân dữ lắm. Mà mua, nếu bây giờ mình đi mua xe điện đi thì nhà nước á các bạn sẽ phụ mình, kiểu như họ nhà nước sẽ lấy xe cũ vô nha, xe cũ của mình hiện tại giờ vô không biết là giá bao nhiêu, chắc là tùy xe hay sao á. Chứ hồi trước á mình Dung mới đổi xe một lần á, mà không phải xe điện. Lúc đó mấy năm về trước á thì nhà nước lấy xe cũ của mình vô là 2000. Bây giờ thì nhà nước không còn lấy xe tùm lum tùm la giống hồi trước nữa anh chị em các bạn. Giờ chỉ là nếu mình mua xe điện thôi, anh Hoàng cũng đã đi hỏi rồi, giờ chỉ mua xe điện thì nhà nước nó mới lấy xe cũ của mình vô, nó như là giúp cho mình á, cũng khuyến khích mình nữa. Mà chứ giờ mình mua xe khác, xe mới khác á thì cái xe cũ mình làm sao,
Nếu như mà mình không mua xe điện, mình mua xe xăng hoặc xe dầu. Mình xe cũ đó mình không để giờ mình bỏ. Bỏ thì cũng không tiếc. Mình sửa hoài, sửa không nổi. Tốn tiền. Nói chung là muốn mua xe bên đây á, mà mua xe với mua nhà là cả một vấn đề luôn nha. Mà Dung thấy á, mua nhà còn dễ quyết định hơn mua xe luôn. Hồi đó mình mua nhà đâu có nhức đầu vậy đâu. Mua xe xong mình nhức đầu quá trời luôn. Chị bà ơi, nội mà đi coi xe này kia ha. Rồi phải suy nghĩ chọn xe nào lâu bền, lâu dài, đi được khắp nơi. Lo, anh Hoàng lo quá trời lo. Nó không biết phải làm sao mua xe gì để đi. Dung nói anh Hoàng ơi, nếu mà xe mà nó hư nhiều quá đó thì đi kiếm xe khác đổi đi. Chứ mà nếu mà cứ sửa tới sửa lui hoài á, nó tốn kém như lắm luôn á. Tại xe mình giá trị cao, không nói gì đi, xe giá trị có 800-900 à. Mấy hai mấy triệu gì đó. Mà giờ mình cứ mỗi lần sửa 100, 150, 100 mấy. Nếu mà lần này á mà không tìm ra bệnh thật sự và không chữa được á thì thôi, không sửa nữa. Mình đi kiếm xe khác mình mua chạy. Chứ nếu không á, ví dụ xe mình là xe đi làm ăn mà, không mà đang đi mà nằm đường là đâu có được đâu. Xe mà hư giữa đường á là nghỉ hết ngày á, nghỉ hết ngày làm. Nó dồn dập từ tới chuyện này tới chuyện kia anh chị em mấy bạn, đủ chuyện. Xà lách thì ngon. Nhưng mà trời lạnh nhưng mà biến rửa rau rồi lắm. Nên mình mua rau mà sửa sẵn, nó cắt sẵn rồi luôn. Về chỉ đổ ra ăn à. Tại cứ tay của Dung nó khô á, mình mà đụng nước nhiều á, da nó khô, cái bắt đầu nó nứt, nó nẻ, đau dữ lắm. Nên đó là hạn chế ấy nước, bệnh nước. Ngon không tụi con? Dạ. Anh Hoàng bụng đói từ sáng tới giờ. Dung nó hơi làm này cho ăn đi cho nó ngon, nó nóng nữa, mình ngồi mình ăn chung với nhau, ăn từ từ cho nó ngon, cho nó vui. Thu Huy ngồi kế bên gọi nhiệt quá. Ngồi nhóc nó đợi cho nó ăn á anh xem các bạn ơi. Thôi giờ video của Dung xin ngừng tại đây nha. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem và hẹn gặp lại video sau. Nếu là thích video cũng như kênh của Hoàng Dung Paris thì xin đăng ký kênh và nhấn nút like nếu thích video này và chia sẻ kênh nữa để lại bình luận cho ý kiến về video của Dung, hoặc là có ý kiến để Dung làm một cái gì đó, món ăn gì đó, hay là đi chỗ nào nếu có thể thì Dung sẽ làm. Cảm ơn tất cả anh chị em các bạn đã xem và hẹn gặp lại video sau nha. Bye bye.